Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Run City quân Torico để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Torico News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là quân Torico đây. Rất vui khi là bạn Sean khám phá Run City. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá một hiện tượng rất là lạ mà đang xảy ra trong Run City khoảng thời gian vừa đây nhé các bạn. Không biết là các bạn có để ý không, nhưng mà khi mà chúng ta xem quảng cáo đấy các bạn, thì chúng ta được một cái gọi là quảng cáo siêu ngắn các bạn ạ. Quảng cáo siêu ngắn có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là khi mà chúng ta xem quảng cáo đấy các bạn, thì thời gian mà chúng ta gọi là xem để mà lấy phần thưởng cực kỳ là ngắn luôn. Trời ơi. Mà không phải là quảng cáo, mình nói là quảng cáo bình thường mà lúc mình mới vào game gọi là mình bị động đâu các bạn. Mà là cái quảng cáo mà chúng ta xem để mà lấy phần thưởng đó. Kỳ lạ không các bạn? Bình thường những cái quảng cáo mà chúng ta xem phần thưởng thì ngắn nhất luôn á, thì đâu đó cũng phải là ở mốc là 15 giây nha các bạn. Còn trung bình là cứ 30 giây mà lụm. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ mình sẽ test thử nha. Ở đây thì nói chung là mình sẽ đi từ cái quảng cáo là mình nói chung là skip trong vòng 12 tiếng đấy các bạn. Đây là quảng cáo mà kiểu những bạn nào chúng ta chơi lâu á, trong cái đợt mà skip quảng cáo 12 tiếng chúng ta vẫn còn, cứ gọi là quảng cáo 12 tiếng bình viễn đi. Thì bây giờ mình sẽ gọi là xem thử ở đây để mà lấy cái kinh nghiệm của nhà Habitat Legend nha các bạn, để xem quảng cáo của mình là như thế nào. Trước khi xem thì mình sẽ vặn gọi là tắt tiếng đi, tại vì nhiều khi là tiếng nó to lắm các bạn ạ, nó to lắm. Rồi ok nha, play xem nè. Wow, đấy, đây là một cái quảng cáo FM. Rồi, ở đây thì các bạn thấy là hiển thị 20 mấy giây bên đây phải không? Nhưng các bạn chúng ta nhìn ở bên cái góc gọi là trái của màn hình nè, chúng ta có một cái dấu X các bạn. Các bạn có nhìn thấy cái dấu X đó không? Các bạn đừng quan tâm tới cái gọi là số đang chạy ở đây. Các bạn hãy nhìn qua bên chỗ cái loa có một cái dấu X nè, chúng ta nhấn vào đây. Trời ơi, xong một cái mà gọi là được phần thưởng luôn các bạn. Nhưng mà các bạn có để ý là cái dấu X đó nó hiện ra ở cái giây thứ bao nhiêu không? Khi mà mình đếm thì có lẽ là nó nằm trong cái khoảng thời gian là chưa đầy 5 giây đấy các bạn. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mặc dù như các bạn nhìn ở góc bên gọi là phải màn hình đấy, thì cái gọi là đồng hồ chúng ta cứ chạy bình thường. Bên kia có dấu X thì cũng đôi lúc á, có nhiều cái quảng cáo nó cũng có dấu X như vậy. Có nghĩa là chúng ta không có kiên trì xem nổi, chúng ta bấm dấu X là thoát ra và chẳng có một cái phần thưởng nào cả, nếu như là ngày xưa các bạn. Còn bây giờ nó mới gọi là cái hiện tượng lạ này. Mình sẽ làm cho các bạn xem một lần nữa nha. Cái gọi là Habitat này á, là cái khoảng thời gian một ngày một tiếng, cho nên là không có nằm trong cái khoảng 12 tiếng, ta không có xem quảng cáo skip 12 tiếng được nha các bạn. Nên chọn những cái môi trường mà nó gọi là gần được như này nè. Đấy, hoặc là mình qua bên đây đi, thì những cái môi trường này chúng ta là 2 tiếng mấy cũng gọi là dưới 12 tiếng mình có thể xem được nè. Hoặc thậm chí là chưa kể là những cái công việc mình like đi. Ok, giờ mình sẽ gọi là thử like một cái công thức nào đó mà nó chắc chắn là dưới 12 tiếng đi. Thì mình sẽ chọn công thức mà mình hay xài nhất luôn nha các bạn. Chính là công thức là World Live với World nha. Một World nè. Rồi, bên đây mình sẽ gọi là tìm thêm một chú rồng World khác nha. Thì công thức này á, chúng ta sẽ có thể là ra hai cái trường hợp. Thứ nhất là ra chú rồng World này thì trong vòng là khoảng tầm là 4 đến 5 tiếng. Còn chú rồng này thì vẫn là xem quảng cáo được nha, tầm 12 tiếng luôn á. Ok, ra gì cũng được các bạn. Đấy, chú rồng này thì là 11 tiếng nha các bạn, tầm 12 tiếng. Rồi, giờ thì mình sẽ xem quảng cáo này nha. Xem chúng ta có được cái quảng cáo siêu ngắn không nha các bạn. Quảng cáo siêu ngắn đi. Rồi, bên đây là 30 giây nha. Các bạn để ý ở bên kia. Đấy, chúng ta xuất hiện một cái gọi là dấu X rồi nè. Mình sẽ nhấn vào dấu X. Wow, thế là chúng ta đã xem quảng cáo xong rồi. Trời ơi, quá lợi hại luôn các bạn nha. Phải nói là một cái điều gì đấy mà nó phát hiện nó khá là thú vị, một cái hiện tượng mà nó xảy ra trong gọi là cái khoảng thời gian gần đây là xảy ra lâu rồi các bạn, không phải là mới xảy ra đâu, mà trong cái đợt like á mình chỉ vô tình mình nhấn nhầm thôi, là mình không biết gì hết các bạn. Mình gọi là cứ như bình thường thì mình thấy cái gọi là cái đồng hồ bên kia nó chạy thì mình gọi là đợi cái đồng hồ đó, mà tay mình vô tình mình nhấn ở bên phía kia thoát ra cái mà có phần thưởng luôn, mình mới thấy nghi nghi các bạn. Thế là mình thử lại mấy lần được luôn các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái quảng cáo gọi là quan trọng ở trong cái The Dragon TV nha.
không biết là cái mấy cái quảng cáo ở ngoài có khi là quảng cáo skip 12 tiếng, cảm thấy là một cái lợi ích gì đó rồi, cho nên là cho mình xem ngắn. Còn kiểu như xem quảng cáo trong đây là chúng ta không có quảng cáo siêu ngắn thì như thế nào. Rồi ok, để biết được có hay không mình cũng sẽ test thử luôn nha. Xem quảng cáo nè. Rồi, xem quảng cáo gì hiện ra nha các bạn. Khá là chia buồn cho các bạn nha. Bởi vì theo mình gọi là quánh giá đấy các bạn, thì cái quảng cáo mà siêu ngắn của chúng ta nó sẽ không áp dụng với cái gọi là quảng cáo ở Tiki nha các bạn. Quảng cáo tiếp theo nha, để xem là như thế nào. Quảng cáo tiếp theo đi. Đây là một cái quảng cáo gọi là video thuộc dạng là chạy ở bên dưới nha. Theo mình thấy thì cái quảng cáo này hình như là khoảng tầm 15 giây á. Mà với cái quảng cáo này chúng ta cũng không có cái gọi là nút skip nhanh luôn các bạn ạ. Khá là đáng tiếc. Rồi, tiếp tục đi nào. Ôi, quảng cáo siêu ngắn đi nào, siêu ngắn đi nào. Ôi dồi ôi. Nịt. Còn đúng cái nịt thôi. Cáo này. Rồi rồi rồi, tới rồi các bạn. Cuối cùng chúng ta cũng đã tới một cái quảng cáo siêu ngắn. Yes. Xem nãy giờ luôn các bạn. Cuối cùng có một cái quảng cáo siêu ngắn. Rồi nó hiện ra cái nút bên kia, mình tập vào một phát. Trời ơi, quá ngon lành rồi. Siêu ngắn nghe. Trời. Mấy cái quảng cáo kia thì hơi bị nhiều luôn á. Còn cái quảng cáo tới rồi, coi một cái là xong hết luôn. Coi gọi là ngắn quá hay gì ta. Ui, nhưng mà đây là phiên bản Mixed Grand quyền lực này các bạn. Có rất là nhiều siêu mẫu ở trong đây luôn nha. Nãy giờ các bạn nào là chúng ta không nghe mình nói mà đôi mắt chúng ta liếc ở đâu không? Quá chuẩn luôn. Khai thiệt đi các bạn nha, khai thiệt đi. Trời ơi. Chị tổng tài quyền lực. Đây là quảng cáo cuối cùng nha, siêu ngắn nghe, siêu ngắn nghe. Trời ơi. Quảng cáo này là tiệm nướng may may nha. Ôi không sao. Nhìn gọi là thịt nướng cũng được. Trời ơi. Có sò trong kia nữa kìa các bạn. Trời ơi, cái mùi nó chắc là thơm lắm các bạn, nhưng mà phải nướng chín lên thì nó mới thơm được. Ôi trời ơi, ai mà đang đói mà mình chưa ăn cơm nữa. Trời ơi, nhìn thấy cái cảnh này. Ui trời, thôi ăn đi. Chị kia ăn không ăn mà cười kìa các bạn. Ôi trời ơi. Rồi, nói chung là xem nốt luôn cái quảng cáo thì sau khi mình xem 15 cái quảng cáo thì mình chỉ có một cái quảng cáo siêu ngắn. Và có lẽ mình sẽ quay trở lại với những cái habitat của mình để mà mình xem quảng cáo siêu ngắn. Yeah boy. Chứ nãy giờ chúng ta bị gọi là dày vò quá nhiều rồi các bạn ạ. Cứ tưởng là siêu ngắn mà không có. Trời ơi. Xem một cái quảng cáo mà nó ở trong cái quảng cáo đấy các bạn, thì lúc mà đi ra nó chiếm spotlight của những cái quảng cáo ở trong mình luôn. Trời ơi, biết vậy khi nãy gọi là mình xem những cái quảng cáo siêu ngắn ở ngoài đây, xem cho nó hết các bạn ạ. Chứ mà bây giờ là để chiếm spotlight rồi. Đấy. Trời, dễ gì gọi là ăn được các bạn. Ok, thì có lẽ sẽ mất một cái khoảng thời gian để mà chúng ta có thể là reset lại cái quảng cáo siêu ngắn nha các bạn. Lần tiếp tục. Trời ơi. A few moments later. Rồi. Không được các bạn ạ. Em nãy giờ xem hơi bị nhiều rồi nha. Ông Bala Sibu quảng cáo siêu ngắn ê. Trời ơi, cứu tôi Tài ơi, chết tôi Tài ơi. Đợt này là ở bên đây là từ level 1 lên level 2 thì phải. Xem quảng cáo nè. Yeah các bạn, cuối cùng cũng có tới một cái quảng cáo siêu ngắn rồi. Đấy, thoát ra, siêu ngắn tiếp không? Liệu có còn siêu ngắn không? Trời ơi. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Lâu lâu được cái quảng cáo siêu ngắn các bạn biết vậy. Nãy xem quảng cáo gọi là hết là nguyên dàn là siêu ngắn luôn á. Thế bây giờ xem quảng cáo mệt luôn các bạn ạ. Ok, thì nói chung là các bạn cũng đã gọi là trải nghiệm được những cái quảng cáo mà nó siêu ngắn. Và khi mà các bạn đang có quảng cáo siêu ngắn nha, thì các bạn ta tranh thủ chúng ta xem cho hết luôn nha, rồi mới vào xem quảng cáo ở trong gọi là The Dragon TV nha. Vì mình nghĩ là cái xác suất mà xuất hiện quảng cáo siêu ngắn ở cái chỗ là chúng ta xem quảng cáo skip 12 tiếng nó sẽ là nhiều hơn nha các bạn. Đấy, giống như nãy giờ mình đã có test cho các bạn xem rồi.
Thì ở bên đây, nói chung là lúc mà chúng ta mới vào ấy, thì sẽ có quảng cáo siêu ngắn mà nó sẽ là nó nhiều hơn. Còn khi mà các bạn đã vào xem cái quảng cáo ở trong cái quảng cáo The Dragon TV rồi, thì trong đó vẫn có quảng cáo siêu ngắn nha các bạn. Nhưng mà cái gọi là tỷ lệ ra của nó sẽ ngắn hơn và nó còn ảnh hưởng tới việc là các bạn xem những cái quảng cáo ở đây nữa. Tại vì sao? Tại vì trước đó mình đã có là xem trước những cái quảng cáo ở ngoài đây rồi, thì nó đa phần là toàn xuất hiện siêu ngắn thôi nha. Chỉ có gọi là một hai lần không may mắn thì ra quảng cáo Tiki thôi. Nhắc mới nhớ, ban đầu là do Tiki đấy các bạn. Trời ơi, Tiki nhanh giao hàng về cho mình đi. Đang cần hàng các bạn ạ. E hen. Nói gì nói thì Tiki cũng là một trong những app ứng dụng có thể là giao hàng rất là nhanh và mua được rất là nhiều món đồ trực tuyến ở trên đó nha. Và nói chung là những cửa hàng trên Tiki cũng khá là chu đáo, cẩn thận, uy tín. Cho nên có gì các bạn chúng ta gọi là ủng hộ cho Tiki nha. Đấy. Rồi chắc là sắp giao hàng về cho mình rồi đó. Ok. Và nói chung thì có lẽ là cũng không còn nhiều những cái quảng cáo dành cho chúng ta gọi là xem free nữa rồi. Nên có lẽ sau khi hết quảng cáo này thì mình cũng sẽ là chốt lại cái vấn đề như khi nãy mình đã có nói với các bạn. Đó là một cái hiện tượng xem quảng cáo siêu ngắn ở trong Run City chỉ áp dụng với quảng cáo mà chúng ta có cái dòng chảy thời gian giống như vậy nè, mà nằm ở bên phải màn hình nha, thì mới có thể áp dụng được. Còn đối với lại những cái quảng cáo mà như là chạy cái dòng bên dưới hay là màn hình gọi là màn hình đứng đấy các bạn, mình tự động đứng, hoặc là chạy quảng cáo cũng giống vậy nhưng mà cái nút quảng cáo nó nằm bên bên trái luôn á, thì là chịu nha các bạn. Đấy, nhưng mà đây thì góp phần cho các bạn biết được một cái khám phá nó khá là kỳ lạ, nó khá là này, mà nếu các bạn có thì chúng ta sẽ gọi là triển khai nha, triển khai ưu tiên là xem quảng cáo ở ngoài trước rồi sau đó mới vào chúng ta gọi là xem quảng cáo ở trong đây sau. Rồi ok, và video của mình có lẽ đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.